Tết rồi các bạn. Thì trong phòng động cơ của CCM Fast có những gì? Anh em vẫn đang tích cực để hoàn thiện các động cơ, rất là mệt mỏi các bạn ơi. Không biết làm kịp hay không đây. Đây là cái động cơ Mercedes V6 của con C230. Cái này khác với con Mercedes kỳ trước mình làm nha. Hai động cơ hoàn toàn khác nhau, con này nặng hơn nữa các bạn. Con này bị lòn nước xương hàn á, dẫn đến lột dên, lột nắp bilash. Còn con này là con Mitsubishi Grandis. Động cơ của nó bị lột dên do thổi ron nha. Thổi ron lâu ngày mà bác chủ không biết á, dẫn đến lột dên. Còn con này là con Volkswagen, lại thêm một con Volkswagen nữa. Volkswagen với Audi thì giống nhau thôi. Con này không có đại tu, con này chỉ là dọn thôi. Dọn, xử lý, xì sọt, khắc phục mọi thứ. Còn động cơ là Subaru STI độ 500 mã lực nha các bạn. Cũng sắp hoàn thiện rồi, chuẩn bị ráp lên thôi. Nhân vật chính trong cái phòng sạch ráp động cơ của CCM Fast là gì? Đó là con Wrangler B-Turbo 2.0. Đây là cái động cơ của nó. Con này bị lúp bê piston cực kỳ nặng luôn. Nó ăn cả khoảng 1mm vô thành xi lanh, phải xử lý lồng xi lanh, phải xử lý piston này nọ, rất là cực khổ các bạn. Các bạn nhìn cái máy thôi là các bạn đã thấy nó cực kỳ rắc rối rồi. Thì cái độ ngon hay không ngon thì mình không đề cập tới đâu, nó tùy mỗi người cảm nhận. Nhưng mà với một người thợ máy thì nhìn cái động cơ này mình thấy rất mệt mỏi. B-Turbo, 2 Turbo nha các bạn, rất mệt mỏi. Mình vẫn thích xe Nhật hơn.